Nhanh ghê vậy đó, mới đó quay qua quay lại là hết 3 ngày Tết rồi. Video này được quay vào ngày mùng 3 Tết đó mọi người ơi. Đây là một clip hiếm hoi mà Ngọc Anh quay được cảnh cả bốn đứa chụm đầu lại đòi tim mẹ. Bình thường tụi nó cà giật không à. Không khi nào mà tụi nó tụ lại đủ bốn đứa một lần hết trơn á. Mà càng lớn thì mẹ tụi nó càng ít cho tụi nó bú. Phải nói là mẹ tụi nó sợ cho tụi nó bú luôn đó. Bởi vì tụi này lớn rồi, răng nanh nhọn quắc à. Mỗi lần tụi nó bú tụi nó nhay, trời ơi nó nhay. Đau thì là đau luôn. Con mẹ chịu không nổi phải bỏ chạy đi đó. Nhớ hồi tụi nó còn bú sữa là chính, không có ăn cơm. Mà lúc đó tụi nó mới mọc răng à. Đó đó, cái chân của tao chứ không phải chân bàn, chân ghế đâu mà cào nha. Rồi kể tiếp. Cái hồi mà tụi nó mới mọc răng, tụi nó ngứa răng dữ lắm. Tụi nó bú mẹ mà tụi nó nhay cái đầu ti của mẹ. Trời ơi, lột da nguyên một mảng ngay cái đầu ti luôn. Nhìn mà thấy thương luôn á. Mấy cái đầu ti của mẹ tụi nó lột da hết trơn à. Đau rát dữ lắm. Mà tụi nhỏ nó đói quá thì con mẹ cũng phải ráng cho tụi con bú. Bú một chút xíu con mẹ bỏ chạy. Bỏ chạy xong một lát con lại la tiếp. Thì con mẹ lại phải tiếp tục cho con bú. Cứ vậy mà suốt thời gian dài đầu ti của mẹ không có lành được. Cứ để vết lở vậy đó. Rồi rát, rồi đau. Nhưng mà vẫn phải cho con bú thôi. Sau này tụi nhỏ ăn cơm được rồi thì mẹ mới lành được vết thương đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thì tụi nhỏ này nó cũng ghiền bú dữ lắm. Tụi nó cứ canh canh mẹ tụi nó nằm im là tụi nó dụi đầu vô bụng mẹ tụi nó để ti à. Đó, như mọi người thấy đó. Thấy mẹ tụi nó nằm im mà tụi nó được nước lấn tới. Rồi một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa tụm lại. Bình thường là chỉ cần hai đứa thôi là con mẹ bỏ chạy rồi. Chắc hôm nay mùng 3 Tết nên con mẹ cho tụi nó bú lì xì một bữa đó. Hôm nay ăn bự nịnh chủ ghê ta. Chắc ngứa mình muốn kiếm người gái nè. Nằm dụi dụi suốt à. Rồi giờ tới lượt con đưa cục nè. Cái con đưa cục này là con cục xúc nhất trong đàn đó. Nó thích thì cho đụng tới, nó không thích nó không cho đụng vô đâu. Bắt nó lại ẩm nó cũng không được nữa. Nó dãy thì nó bỏ chạy hết à. Đỡ đi mất tiêu rồi. Trời ơi, tụi này nó bự gần bằng mẹ tụi nó luôn rồi đó mọi người ơi. Đó, mọi người thấy đưa cục không? Nó chơi mình nó à. Ai làm gì làm à. Trong đám tụi này thì có con đưa cục là con ít thân với người nhất á. Nó thích thể lại. Chứ bắt nó là nó không chịu á. Chà, hôm nay chọc tôi nữa chứ. Hôm nay nhiều chuyện lạ dễ sợ luôn á. Mà mẹ thì cho con nó bú lâu thì là lâu. Còn đưa cục thể lại chọc chủ. Nãy giờ mọi người thấy mới con phút mấy thôi phải không? Mà thật ra là tôi nhanh đó. Nãy giờ cũng hơn 5 phút rồi đó. Đuôi cục cũng chịu không nổi rồi nó cũng tới tham gia chung luôn kìa. Con này cũng ghiền sữa dữ lắm nè. Tụi này không có đứa nào là không ghiền hết trơn á. Trời ơi, nhìn con bự nó nhào bột mẹ nó kìa. Nó nhấn khí thế luôn. Mọi người thấy mẹ liếm con tình cảm không? Chiêu hết đó mọi người. Nó liếm vậy để cho con nó bớt bú đó. Nhiều khi nó liếm nó đẩy đầu con nó ra nữa. Đẩy đầu con nó ra xong bỏ chạy. Rồi, đuôi cục dành chỗ con Út rồi. Út chạy xuống đây nó giành chỗ con bự. Không biết giành lại anh ta không nữa nè. Đó đó. Nó cố rút đầu vô đẩy anh ta ra đó. Đưa cục cũng chưa qua đẩy bự theo luôn. Rồi ba đứa này tự nhiên giành chung chỗ vậy trời. Trời, con mẹ nó nhõng chân lên kìa. Rồi không biết đứa nào giành được chỗ này đây. Tóm lại là mùng 3 Tết thì tụi này nó không có cài giật một bữa. Mở tặng mọi người một clip thật là tình cảm.